Chào gì? Chào em, con ra đồng à? Mẹ, nhìn nó kìa. Nó đi ra ngoài đồng mà cứ làm như là đi chảy hội ý. Ui giời, chúng Khánh mà chẳng ăn ai, những là mảnh chính vứt ngoài bờ ao. Đẹp, nhưng nếu như mày không nhổ hết cỏ năm xào ruộng thì đừng có vác cái mặt về đây, nghe chưa? Vâng ạ. Chà, người đâu đẹp thế làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Trời nắng thế này mà nó cứ làm quần quật ngoài đồng, kiểu gì về nhà đành nhẽm hay cho mà xem. Xấu hơn con gái của mẹ là cái chất. Lần nào mẹ cũng nói thế, thế mà nó vẫn trắng đẹp hơn con đấy thôi. Lần này nhá, không được theo ý con là con dỗi mẹ luôn đấy. Thôi thôi, mẹ thương, mẹ thương. Mày phải từ từ chứ. Từ từ để mẹ tính, từ từ khoái nó mới nhừ chứ con. Từ sao mà nhừ? Chào dì, chào em, con đã về. Đó, mẹ thấy chưa? Còn ghét cái đứa nào đẹp hơn con này. Chắc là con này nó phải có cái bí quyết gì đây. Yên tâm, mẹ sẽ tìm bằng được cho con. Ây da,
con khổ quá Hùn ơi, giúp con với Hùn ơi. Nhầm hàng rồi con. Tà Tiên nè. Thế ta có thể giúp gì được cho con? Wow, bí quyết của con đơn giản thế thôi sao? Cái này thì ta cũng cần này. Ai mà chẳng muốn đẹp, ta tìm hoài mà không có ra. Ta sẽ giúp con lưu truyền bí quyết này để tất cả những người phụ nữ đều đẹp tự nhiên giống như con, mà không cần phải pha trộn giã đắp. Hãy xem ta đây. Tê mát, mặt nạ nghệ mật ong rừng. Tê pha, nghệ nano collagen. Wow, giỏi quá bà Tiên ơi. Chuyện Tiên mà không giỏi à con? Nhờ nghệ, nhờ 2T mà hàng triệu phụ nữ sẽ được đẹp ngoài, khỏe trong và hạnh phúc hơn trong cuộc sống rồi. Bí quyết của con đã được lưu truyền ngàn đời rồi. Con cảm ơn bà Tiên. Làm đẹp cùng 2T, làm đẹp như tấm.